Mình xin mến chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog. Chào mừng chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều sức khỏe và luôn bình an. Chào cả nhà. Ngàn này có ông mật ve ve ve, có trên đó có cái ổ kìa, hàng chi đi ngang nó ve cả nhà. Ổ mật này chắc mới đóng rồi. Mới lại bu rồi. Chưa có mật đâu. Hôm nay thì hai vợ chồng đi ra ngoài kinh này nè. Mình tìm mương để mình giăng lưới ha. Dân lưới săn bắt kiếm cá về làm cơm ăn hả? Đi từ từ hả? Bé chó thì đi đường khác, bọc đường hay ha. Đi đường kia, đâu chạy đây đợi. Đường kia có cây bự lắm cả nhà, dễ qua hơn. Hả? Khô hả? Cá ra trên. Vì hố màu ha, vì hố màu ngọn ngọn. Lâu lâu là xúc mương ha. Hôm nay hai chồng dân lưới đây nè. Tèo nay tèo lấy cái tay lưới dài nhất của tèo nè. Lưới này tôi gần 80 mét gì đó. Với cái bao, con hồi đi về để cuốn cái lời cá lóc luôn. Lại mương kia đây. Dân thử thì có. Mương xả nước kìa. Mương này mương chuối, người ta không cần giữ nước. Cho gai vô thoải mái. Trống mà dở. Nãy mình đi ra kênh sát luôn ha. Ta thấy dở trống á, người ta đi người ta tranh thủ thì giật nước bỏ đây. Con gì kêu anh? Anh thấy em như phích nước của em á, nó cọ vô cái nút áo kia kìa. Dạ hả? Thôi, ổ sao nhái vậy này kêu trời. Cái này là ổ ông hai anh em của hai chiến miền Tây đốt ổ ông chỗ này. Hiện trường vụ án nè cả nhà. Hiện trường vụ án mà cái clip hai chiến miền Tây đi đốt ông này là ông lỗ nha cả nhà. Bắt nguyên ổ về nấu cái cháo. Cái đường này đường đi người ta đi tới luôn nhiều lắm mà ổ ông này không đốt à, khỏi đi luôn. Nhờ anh hai đốt mình mới dám đi qua nè, chứ hổm gà nghe nói mình đâu có dám đi qua đâu. Đi đưa đường vọc đường kia cả nhà. Ở đây mương cỏ này có nước nè. Chắc dằn ở mương cỏ này. Dằn mương bìa nè anh. Đánh hết thử cái mương này đó nha. Cái tay lưới của tèo là có thể văng giáp mương này luôn á. Đánh qua đánh lại hả? Văng lại thẳng lần. Văng qua văng lại hả thẳng? Thẳng lần luôn. Văng thử để nhìn sẽ có gì không? Cái mương này còn nước thôi chứ mấy mương kia nó dịch bọc, nó khô hết trơn. Cái dép này nó xô. Lội xuống hả? Văng cái này là phải có thời gian á. Đợi chờ đó. Ủa nếu mình lội gì cá nó chạy không ta? Chạy nó chạy, chạy đi. Văng rồi thì qua mấy con kia thì đuổi ngược lại đó nha. Cái cây cầm. Có bụi gán dài dài nhóc anh. Không, cái cây cầm đó. Thằng lưới này văng biết xuống mương sao nữa cái nhà thầy, nó dạo nó quá dài. Tay lưới này dùng để văng xong phải không? Lưới văng xong, bữa nay đem vô mương văng luôn. Còn thì nó có hiệu quả không? Này khổ chuối không? Hả? Cái dạo dưới nó dư á. Dư dưới sình á. Dân đại khơi khơi trên chứ không cần. Là cá khỏi cần chuối được luôn. Không có chung qua lưới được. Dưới cái gì à? Quá trời dạo. Bé chó đi theo nắng quá hoặc cũng mưa uống nước cả nhà. Kiki mệt quá hả?
Nắng quá trời luôn mà, nãy nhà đi không chịu nha. Đi đâu đi theo hết trơn nha. Em thấy cá quận đó kìa. Hả? Dính không? Giả mạnh coi. Không lấy ruột rồi ta. Vừa bỏ xuống xong thấy quận cá lên liền. Vậy là ruột rồi đó. Tới mưa không anh? Tới đầu mưa không? Đó, thấy không? Dính chưa? Dính chưa? Quận bự lắm đó. Rồi. Thôi, cá gì anh? Vậy hả? Trời, mới bỏ xuống dính này cả nhà. Ở đằng trước đó, mình bỏ trước chắc dính nữa đó. Bây giờ gần hết tay lưới rồi cả nhà. Vừa đủ mưa luôn ha. Vừa tới luôn nè. Canh sao mà vừa tới luôn nè. Vừa tới đâu rồi. Rồi bờ luôn nè. Giờ anh đi đuổi cá hả? Nãy giờ thì ông xã cũng đuổi cái mương này, đuổi đầu chổng đuổi vô tới đây nè cả nhà. Mình đi đường vòng ha. Đuổi mương cái bên đó. Cho nó động bên đó. Nó qua bên đây. Có dính không? Dính đâu à? Ồ, dính con. Ồ, dính con. Hồi nãy đầu chả này dính, thấy dính con á. Con cả nhà. Đuổi con nguyên cái này dài dữ lắm. Rồi giờ tôi đuổi vòng bên kia luôn. Nãy giờ ông xã cũng đuổi tất cả các mương rồi đó cả nhà. Tại văn trong mương mình phải đuổi, còn văn ở sông á nước có nước chảy thì khỏi. Thấy im ru anh ơi. Bận đó hả? Nó bám vô. Cuốn luôn đó nha. Có gì ăn rồi. Không là nó chết quớt rồi đó. Ba cái bận quá. Ôi dính. Ôi, cá bự quá vậy. Cá gì vậy? Phi. Phi hả? Trời, nhìn cái màu em tưởng nó tay tượng. Không dám dở cả nhà. Dở nó sợ nó gớt. Đâu dở em coi coi. Ồ. Bự quá ha, bằng bàn tay luôn. Em lại đồng kia đi. Ừ. Con đó kìa. Ừ, đem lại liền. Có không anh? Hai ba con nữa. Còn dính đây con bự nữa em ơi. Đây con cá bự nữa nè. Vậy hả? Ừ. Bự bằng con nãy không? Đấy, cũng cỡ đó đó. Quấn một nồi vậy luôn này. Thấy không? Ừ, thấy rồi. Càng dãy càng quấn. Càng dãy càng quấn thiệt. Dính con đáng con cái nè. Xa xa chứ con đáng con. Rồi cũng 4-5 con kìa. Cái này cũng nhờ tay lưới dài. Tại vì xa xa mới thấy dính con rồi đó nha. Cái tay lưới cục vừa thua đó. Đó nha. Dính hai cá xứng đáng à. Với đâu hai ba con gì vừa đó. Ủa? Xích con tiêu rồi. Dạ. Yeah. Nhớ tới. Ồ, còn, yeah. còn hai cá gì vừa. Lưới này thì cá nhỏ vụt. Dính cá bự mà. Cá nhỏ đàng hoàng vụt. Lỗ thưa. Lưới này thì không có dính cá linh được cả nhà. Mương này thì theo một chiếc là có cá linh ha. Nhưng mà lưới này vô phương dính. Lưới này cá dẫn cá linh hết. Chỉ các cái cá phi bự á. Rồi nó dương gai ra nữa. Nó dính. Lưới này nó tèo dính cá da, cá dồ. Lưới này đó hả? Ừ, lưới này rồi, dính.
Ở đó mình khai trương phải không? Văng ngoài sông á. Văng Phụng Sơn dính con đầu tiên sông lớn. Tượng đó. Cá tượng sao dính văng dính cá cha đó. Cá còn xuống rồi. Đi đuổi vô vô giò, cá gì cái kia. Cái này hâm gì ra. Cái này khó phải nè. Có ra muốn lắm. Còn dính đâu con nữa kìa. Ừ. Con này bự anh ơi. Quấn một nồi nữa. Con cá này tại nó dễ. Lưới này cũng lâu rồi, tại nó mục. Con bự cũng được. Cũng ngon. Ở bên vườn ổi canh cũng vậy ha. Ta xíu xíu đặng móc tình á. Rồi cá phi thấy bậy bậy luôn. Ừ, cái này nhỏ này. Chạy thấy bậy bậy luôn. Nãy mi vòng mình đó thấy. Ta lưới này về gỡ một buổi rồi đó. Mỗi lần văng ra lưới này về gỡ cực lắm đó nha. Gỡ một buổi luôn đó. Gỡ gác. Lưới này nó mầm nó dễ dính gác. Không cỏ chút xíu vậy nó cũng dính rồi, gỡ ra. Em tóc phi nữa kìa. Thấy không? Thấy. Thấy một con cá phi. Rồi hai con luôn. Vậy hả? Ồ, hai con luôn. Nãy giờ đi cây số nha, không dính con nào hết. Cây số được hai con. Tới đây dính được hai con. Rồi em đi vòng lại đầu con kia đi. Ồ, cá gì xuống chú giò nữa nè. Cái gì? Cá phi chạy động hay cứu chú? Cá Linh em ơi. Linh hả? Nè em cầm xô nè. Ấy, rồi. Trời, được một con cá linh. Cá linh đi lớn nè cả nhà. Nó không có dính lưới được. Cái loại cá này thì nó bị lớn nha. Chứ nó không có bự như con cá phi. Con cá phi thấy không? Ừ, thấy. Con này cá đực không à? Ừ. Phi hết biết cái phi rồi. Ồ, giọt đó. Cá này dính cái này hết gỡ. Dính cái này nữa về là xé lưới. Ở đây con nè. Cá phi hả? Cá phi mà cá phi nhỏ. Cá nó dính đầu á. Không phải. Hả? Mấy cá nhỏ dính lại mới lý do là sao? Sao? Nó ngang nó táp lưới. Táp vô cái miệng đó. À, dính gần. Ờ, dính gần á. Ừ. Thì nó quấn luôn à. Chứ mấy con cá này là đúng là lưới này lọt chứ. Đây hai con nữa. Giờ một con cá linh. Đó, được hai con đấy nè. Cái này về chắc bỏ đại vô cái xô về gỡ quá. Để vô xô luôn. Cái linh chắc mình thả không anh? Ừ. Cái linh này nè. Thả đi. Thả cái linh lại đi. Cái linh nó dễ chết lắm. Đó, về thấy nhà mình xa xa là nó ương luôn. Thấy có cá phi bự rồi thôi. Thả cái linh cho nó sống. Dạ, thấy coi. Trời ơi, cái này ơi. Con này nè. Đó. Biết chưa nè. Nè. Nhiều đó thì ấm rồi cả nhà. Trời ơi, xinh. Tại vì cái nó dài quá, nhẵn xinh. Nè, xô nè. Ôi về thôi. Đi vòng về đụng kia thì cuốn luôn mấy cái loại cá lóc cái nha. Cũng gà thì cũng thăm mấy lần rồi. Mà quay cũng có quay vậy nhưng mà dính có con hai con rồi thì không úp clip lên luôn. Nhiều khi dính con hai con á về nhà đủ khô khô ăn thôi, không quay cái nha.
dính nhiều quá thì tao mới quay chia sẻ, còn dính ít không quay. Hôm nay đi giăng lưới nè, chẳng rồi quay có không có cũng không sao hết. Đi thăm cá lóc luôn, chẳng về mình đi cuốn luôn, tại vì cái vườn đó mình cũng đặt hoài, mình để hoài á, làm như là cũng gần hết cá cho nên hôm nay quyết định cuốn luôn, mai mốt mình kiếm vườn khác mình đặt nữa. Chúa này cỡ 3-4 ngày ta mà không anh? Cái này cỡ tầng nữa. Tầng nữa hả? Ừ. Còn anh thấy gì chứ còn xanh đó. Không, cái đầu, cái có đầu xanh, có đầu vàng. Nè, em coi trong gần cái trong này nó còn xanh rồi thấy không? Ừ. Nè, chừng nào mà trong này nó chín như cái bông này luôn rồi mới mần. Nè, còn xanh rồi thấy không? Nè. Rồi, xanh cút nè. Rồi. Giờ đã về tới nơi, mình đặt cái lờ cá lóc á cả nhà, sẵn mình đi cuốn luôn ha, để cái lưới ở đây đi. Ủa hổ mình đặt đâu thấy có ông mập đó ha, nguy hiểm quá. Vòng vòng nha, chỗ nào lẫm kiếm nha. Xả ra. Ủa này cái gì? Trời ơi. Có không? Nậu vậy. Hả? Chuột cắn banh như vậy. Dạ. Yeah. Rồi. Cắn này cá nghèo ra. Ừ. Cắn 2-3 lỗ luôn. Sao có cá chuột nghèo vô? Không biết sao mà để cắn trời. Rồi đem về đó. Giá là vừa. Con mặn này con đông. Trời ơi, mẹ chắc bỏ luôn á. Tên mộng dữ. Cuốn mới mốt có đặt theo chặt sợi khác đây đó nha. Vô cái đầu tiên mà thấy là bất ổn rồi. Dính cá hả? Ừ. Ừ. Nè, cắn ra nha. Được con nè. Cá lóc đây nha. Uống nu luôn nè. Dính cá sặc luôn. Uống nu luôn. Rồi cái này anh biết rồi, chắc phải dính cá sặc chết nè. Ừ. Chui vô chắc nó phế ăn ăn nè cả nhà. 2-3 lỗ chỗ này nè. Nè. Về giá là khùng luôn. Vũ vũ cá sặc anh ơi, cá sặc nó hôi đó. Về hả, sổ cá ra hả? Ừ. Được một con cá lóc an ủi, hy vọng dính thêm con nữa. Cái này còn nguyên. Ủa dùng ếch. Ếch hả? Đâu? Ôi, con ếch nó giọt dữ kìa nha. Rồi, dùng ếch. Rồi, đừng ếch. Chắc con ếch trực quá anh. Rồi, đực cá. Đực. Ếch đực thì là con nó bự rồi đó. Ở dưới nó có cái yếm anh. Ba cái rồi đó hả? Ba cái rồi đó, 2 cái. Cây này cây cắp này cái nha. Tự lớn hơn luôn. Chết quất luôn. Có gắt. Anh cây mai bên đó cũng có bông nữa kìa. Ê, đó cây mai nó tự mọc á cả nhà. Ngộ quá ha. Tháng này mà có bông. Tháng nóng quá. À, nóng quá.
bên đây cái nè, bên đây cái cuối cùng cái nè. Cá lóc thì cá sặc nữa. Chạy lên. Đây sao hên vậy ta? Hôm nay giá kiếm con cá lóc nữa, có con nữa nè, được hai con thêm con ếch nữa cả nhà. Được cái nhà. Cũng được đấy. Giang cá cũng trúng nữa. Về rồi, bây giờ về. Mời cả nhà theo dõi video coi thành quả coi được nhiêu nha. Mình gỡ ra cá ra mình để thao mình mới biết được nhiêu. Hai lưới về được nhiêu mà cả nhà. Chúng nguyên bài cá phi luôn. Rồi cái này vô cái sạch. Đập nhóc chê. Bây giờ mình xổ mấy cái lời cá lóc ra. Chắc đang chuẩn bị. Ếch nãy nãy cái nào đó rồi. Ếch để lại cái nha. Đi ra cái nguy hiểm. Nhào cái gì cũng kìa. Được hai cá lóc với con ếch. Ồ hay ăn ếch nè, cái lòng này, cái lợp này không có gì ăn cũng chui vô nữa ha. Sao? Hả? Ồ có cái sạch nè. Dạ hả? Nó kiểu mà nó cạn là nó hỏng cái hôm lên nó thông. Nhiều khi dính mà không tin được luôn cả nhà. Bắt luôn. Còn hết cái nó đực. Nãy coi chiên xương thấy nó đực. Dạ, có kỹ được. Ếch gì? Đực. Hai cái yếm nữa cả nhà. Hai cái hầu. Tại vì thấy nó bự ha, tưởng nó ít cái. Vậy giơ tay 10 xuống ôm vợ chà bá luôn. Rồi giăng lưới về tới nhà thì giờ gia đình Thèo vô bếp làm cơm cả nhà. Chào cả nhà. Con chào một chú. Hôm nay thì về đi rước bé Út á, mình có mua thấy rau nhút ngon quá cả nhà. Mình mua được lọn rau nhút nè. Lâu quá gia đình Thèo cũng không ăn rau nhút. Mình quyết định ăn rau nhút. Có mua thêm một trái dưa hấu với cà chua ha, khóm nè, hay là ít bún nha. Cá thì mặt bằng xong rồi nè, hồi nữa mình sẽ nấu canh chua rồi mình ăn bún luôn. Canh chua mình nhúng rau nhút nè, mình ăn nhiêu mình nhúng nhiêu quá, bắt lên cái lẩu nhút kỹ cộng hết biết cộng nhút này chắc cũng thái quá không biết tại cộng này nào mà sao mà tốt nhút thái cộng bự. Ở đây mình bắt miếng dầu lên với tỏi với ớt cả. Thấy cho nó thơm. Đổ nước chưa. Mình cho gia vị vô luôn. Muối nè, đường vàng chút xíu bột ngọt. Bây giờ nó sôi mình thả cá vô. Nó cá phi, cá lóc. Còn ớt nữa. Cho ở đây là nước cốt chanh. Nước cốt chanh vô luôn. Cho thêm nước dừa vô. Mình chan bún mình nấu. Nó chua ngọt đậm đà. Chan bún vô ngon. Ba trái dừa nữa. Cá chín nè, mình để cà với khóm vô. Chút xíu mình móc ra cái chảo lẩu á, cái mình sẽ để ngò gai lên, mình bắt nóng lên mình ăn cái nha. Mình múc ra dặm cơm ăn. Cá phi nấu lẩu hay là nấu canh chua, kho mắm nữa. Ngon lắm cả nhà. Dừa cho bá rồi. Cho ngò gai lên. Bữa cơm gia đình Thèo đã chuẩn bị xong. Tạm mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình Thèo nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng bún gia đình Nguyệt nha. Ủa? Bún? Mời cả nhà dùng bún với lẩu nha. Mời bà nội cha mẹ mua chứ ăn bún. Bữa này lộn rồi cả nhà. Bún mà ngoài ăn cơm. Chàng giá một hả? Chàng nước đi. Cá con gấp ngoài dĩa rồi đó. Cho nguội ăn dễ. Rồi bé nào Trang?
Thảo Quy nha. Thảo Quy thích ăn cà chua phải không? Nói hết hả? Đi học chị nói hả? Cái ốc ra đây mẹ chan luôn nè. Nè cho chứ hai một cái đùi đó, gỡ. Đây một cái đùi nữa nè. Ngon không? Đang nấu ruộng hả? Mày ở nhà nha, ăn cá nấu lẩu. Mình nấu canh chua mà mình ăn bếp ga gì cả nhà, nó ngon hơn là mình nấu sẵn. Nhất là rau nhút mình thả tới đâu cái mình ăn tới đó, nó ngon cả nhà. Nó mềm mà kiểu giòn, cái nó không bị dai ha. Rau nhút cũng bự quá chứ trẻ. Dạ. Và trọng đâu mà tốt quá. Rau nhút mình nhúng gì là mình ăn được rồi. Ngon có khi tao thể ăn sống thì cũng được. Mời cả nhà ăn rau nhút nhúng lẩu nè. Ăn có nè. Này vợ tèo mua trái dưa hấu nào chất sạch luôn đó nha, đó là cát. Mùa này thấy ai bán dưa hấu cũng không? Mùa nắng, tới mùa mưa là ăn nó lạ. Mùa mưa trái cây là hơi dư nước nha, dưa mới hả? Mới cắt. Cuốn tươi không? Tao bán, hình như tao bán cỡ 3 ngày. 3 ngày dưa cũng còn mới. Nhưng mà cỡ vậy đó mình ăn mới ngon, chứ cắt mới lên ăn cũng ngon. Cái à, cái gụ trái dưa này là để lâu được cả nha. Giò má hình là để lâu được. Dưa có cát là để lâu được. Còn dưa mình xẻ ra mình không có cát, mình nó hơi mầm bầm nữa. Là để không được. Cái đó là bầm bầm cho người ta đi phân. Cho đi phân thì thuốc á. Thì chịch cái là nó giữa gụt đi. Trái dưa muốn mua để lâu là mình búng, nó nghe bầm bầm á. Cái nhà bịch bịch đừng lấy. Bịch là dưa chín dữ lắm. Thịt cá phi, cái khối ở trên nó thịt xong. Rồi thì mời cái nhà ăn bún nha. Bún canh chua. Có cơm nữa kìa, ăn cơm vậy. Ngon tài. Là má. Ngay luôn thương không? Cho cái ốc ra là má, đây cái ốc phần đùi. Cái đùi đâu ngon ha. Để bớt mới là bà nội thương cái hai. Cái bỏ đi cái hai không à. Cái má cái ốc bự lắm mà, ăn cái má lắm mà. Cái này chúng ta trồng chiên nhút bán chắc mương em nghĩ chắc không có cá rồi. Không, cái này người ta trồng trên ruộng. Dạ, trên ruộng hả? Cái ruộng này mẹ tôi trồng nhút trồng trên ruộng á. Ruộng người ta gãy thân như gãy lúa. Ngao sen vậy đó. Ta trồng hết ruộng luôn. Ta hốt thân ta gãy. Cái biết An Giang với Trà Vinh ta hay trồng trên ruộng. Cái chỗ mà khu công nghiệp rồi đó em đi làm đó là người ta như là ta mở khu công nghiệp rồi cái đường nước làm như là không có được thông thoáng đó. Cái người ta ứ nước là người ta trồng sen á. Chứ người ta không có làm ruộng được nữa. Ở trên trên con đất đi đó. Đi ghe. Ngay chỗ đậu ghe đó là hai bên nha. Ta mua lưỡi cước á. Ta căng phía ngoài thì là hai hàng chạy dài tổng trong ra nước. Nó bò ra tới lưỡi cước thôi, nó không có bò ra được nữa. Còn ở ngoài nó vô ghe đồ chạy đó. Dễ hả? Ừ. Nó tốt trời ơi, nó phượt, nó dài. Mấy miệng nước nổi thì trồng nó nhút tốt. Như có miệng, nước hoài phải không? Như là miệng An Giang còn không có biển nước mặn. Không có mặn luôn. Ừ. Như dưa. Gì vậy? Đây. Xa quá. Mời cả nhà ăn dưa hấu nha.
Cảm ơn chú. Chị hấu ngon quá. Cảm ơn cô chú. Được, mời cả nhà ăn dưa hấu nha. Rồi, em mời cả nhà ăn dưa hấu luôn. Đây, quá đẹp ngọt đúng không? Lấy nha. Ngọt ngay luôn. Ngọt không quá, ngọt chua ha. Dưa hấu này quá chặt luôn. Không có làm hôm nay có dưa hấu ăn, bây giờ có dưa hấu ăn mẫn năm. Tết mới có chậm. Ủa mà lần sau ta chậm dưa Tết rồi. Đó đâu có dưa này đâu. Ừ. Đâu có giống dưa này. Chỉ có giống dưa nội địa chậm lấy hộp là cứ chậm hoài vậy đó. Nhưng mà hình như là tháng Tết nó mới ngay mùa hay sao? Nó mới ngay thời tiết thuận lợi để mình chậm á. Không phải, là tại vì lý do hồi xưa đâu phải dễ chậm, bây giờ chưa chậm là phải làm bờ đê là dữ lắm. Nó dầm được nguyên sinh vật gì đó. Nước gông. Nước gông hả? Ngập. Hồi xưa đâu có bờ đê như giờ. Ừ. Ủa trời. Ừ. Mấy hàng tới nước nó nhỏ, nó không có ngập. Ủa vậy hả? Không đến đổi. Cái dưa hấu Tết hồi xưa là năm đó, đi dài dài. Năm đó bà còn dám bận xúc hả? Bốn gọng dừa không có lấy được bà. Đâu có trái chứ. Trái rồi còn thấy trái 1 ký rưỡi 2 ký rồi. Nước ngập qua cái rồi là úng rít hết trơn luôn. Bỏ luôn. Không có lấy được bà, có bốn gọng dừa. Năm đó thất trắng luôn. Năm đó bằng mấy thùng lúa mướn đặt chú Úc đó. Mà bán trả tiền đắt không đủ. Bữa ăn gia đình Nguyệt cũng đã xong. Nguyệt cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay gia đình Nguyệt nha. Nguyệt xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cô chú.